Xin chào mọi người, Deju đang quay trở lại. Anh Hoàng, anh đã dẫn không biết bao nhiêu mùa rồi, anh kinh nghiệm dữ lắm rồi. Cho nên bây giờ thì làm sao mà ai mà đấu với lại? Anh bị thực hiện thử thách nhiều quá, hình phạt nhiều quá rồi. Anh phải cố gắng làm lại cuộc đời tụi em à. Làm lại cuộc đời tụi em à. Thôi, nha, ráng nha. Hoàng Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua con gà về nấu ăn chung bữa trưa ngon lắm mọi người biết không? Ý Thiếu. Thiếu vậy? Đó nha mọi người biết không? Đó nha mọi người. Với một người mà có gọi là một cái tuổi đời và đã sống quá lâu như vậy như anh á. Thì là tất nhiên là phải thắng game này là đúng rồi. Gì đổ thừa cái tuổi đời rồi cái gì thành tinh hả? Ý cô nói tôi mọc nanh rồi hay sao? Và bây giờ không để quý vị chờ lâu nữa, chúng ta chào đón nhân vật khách mời đặc biệt hôm nay. Thì quý vị đoán nha. Và rồi chỉ cần đưa ra một từ khóa thôi là quý vị đoán được ngay. Tâm sắc tấm Ngọc Thanh Tâm. Xin chào diễn viên Ngọc Thanh Tâm. Ngọc Thanh Tâm xin chào anh Hoàng Rapper cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình Deju ạ. Ngọc Thanh Tâm, cô nàng diễn viên đa dị năng của màn ảnh Việt, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1993 tại Nha Trang. Được đạo diễn Lưu Huỳnh phát hiện từ phim điện ảnh Hiệp Sĩ Mù, vai diễn đầu tiên đã giúp cô giành giải cánh diều vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2014. Sau đó, cô tiếp tục được lựa chọn vào vai nữ chính trong phim Đảo Của Dân Ngụ Cư của đạo diễn Hồng Ánh. Năm 2018 đánh dấu sự trở lại của cô với vai cô nàng bướng bỉnh trong phim Yêu Em Bất Chấp của đạo diễn Văn Công Viễn. Năm 2019, Ngọc Thanh Tâm đã thử sức với vai trò sản xuất và là diễn viên chính trong loạt phim dưới mạng YouTube như Bao Lô, Móng Tay Nhọn, đạt lượng người xem lớn. Vai diễn chính trong phim Bao Lô của Ngọc Thanh Tâm đã đạt giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất trong giải thưởng Ngôi Sao Xanh năm 2019. Năm 2020, Ngọc Thanh Tâm hợp tác cùng Trấn Thành sản xuất và đóng vai chính trong phim chiếu mạng Tâm Sắc Tấm. Không ngừng nỗ lực và khổ luyện trên con đường nghệ thuật, mang khao khát cống hiến những sản phẩm tốt và mới mẻ tới công chúng. Hãy chờ đón những điều bất ngờ đến từ nữ diễn viên Ngọc Thanh Tâm nhé. Em đang ở đâu mà đẹp quá vậy cưng? Em đang xài ké phòng mẹ em. Xài ké phòng mẹ em? Ủa sao phải xài ké? Nhà mình mà ké gì? Tại vì không phải phòng của mình thì là ké. Có lý do là bởi vì phòng em á là nó dành cho những người thích ngủ và thích cái không gian tối hơn. Vô một cái là cảm giác muốn ngủ liền. Như vậy là Ngọc Thanh Tâm vẫn có không gian sống của riêng mình, vẫn có phòng riêng để nghỉ ngơi và ngủ. Dạ. Chứ không phải là Ngọc Thanh Tâm không có phòng và phải ngủ ngoài lan can hành lang nha quý vị. Nhà rộng mà. Còn trong công việc thì Ngọc Thanh Tâm cũng là một người cháy hết mình vì những cái đam mê và mục tiêu mình muốn chinh phục, bắt kịp xu hướng của giới trẻ như là những nền tảng mạng xã hội. Vì sao Ngọc Thanh Tâm lại siêng năng đến như vậy? Em rất là stress khi mà trong có một khoảng thời gian nào đó mà em không làm gì cả. Em rất là stress cái chuyện mà em tự đẻ ra công việc, tự tìm công việc. Nó giúp cho em cảm thấy là cái thời gian nó không có trôi đi một cách lãng phí. Cho nên là em phải làm sao để mà em có thể sử dụng thời gian một cách triệt để nhất. Chủng viên là em đang có rất là nhiều công việc. Công việc của em đang rất là thuận lợi. Thì em cảm thấy thời gian này đang là một thời gian rất là tốt. Bởi vì là thời gian của em nó không bị lãng phí. Thứ hai nữa là em nghĩ là bởi vì em chắc là do giống như này anh nói đó, là do đam mê á. Thì khi mà mình đam mê thì mình sẽ muốn làm tốt nhất có thể một công việc gì đó và mình sẽ cố gắng mình tự làm ra những cái dự án đó mình có thể theo đuổi đam mê đó của mình, cũng như là mình sẽ sử dụng những cái dự án đó mình giới thiệu với khán giả Ngọc Thanh Tâm là ai và muốn mang đến cho khán giả nhiều cái món tinh thần tốt hơn trong thời điểm hiện tại. Dạ. Yeah. Quá hay. Và tôi chắc chắn rằng ngày hôm nay thời gian quý báu của Ngọc Thanh Tâm cùng với quý vị khán giả sẽ không hề hoang phí, bởi vì chúng ta sẽ cảm thấy rất là thoải mái với những trò chơi, những thử thách mà Deju đưa ra. Giờ cho anh hỏi nè, vậy sau này á có ý tưởng làm cam sắc cám á, có mời anh tham gia không? Dạ, mình chắc là mình tham gia vào trò chơi Lumi Han. Dạ. Chơi Lumi Han. Dạ. À, chơi thôi. Dạ. Mà trước khi chơi á, để cho Tâm hiểu được cái trách nhiệm của mình. Và bây giờ, xin mời Ngọc Thanh Tâm và quý vị khán giả theo dõi hình phạt của tuần trước quý vị nha. Đến với Deju số phát sóng tuần trước là một cô nàng hot girl, một streamer đình đám, cùng với câu chuyện tình yêu cổ tích với chàng công tử hot streamer Semesis, trái ngược với vẻ bề ngoài nữ tính và yếu mềm. Khi tới với những màn tranh đấu của Deju, bạn có dám xoay non thoải mái và bộc lộ cá tính siêu quậy của mình?
Trải qua những vòng thi mang tính chất xoắn não, nhưng Xoài Non đã khéo léo đánh bại được MC Cáo Già Hoàng Rapper. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, anh chàng MC của chúng ta lần này phải ôm hận và quê sệ mấy lần liên tiếp trả lời sai. Và rồi, cái gì đến cũng sẽ đến, anh ấy sẽ phải nhận hình phạt do quý khán giả bình chọn. Ai biểu chơi giỡn chi cho thua. Bây giờ sẽ là hình phạt của tuần này dành cho Hoàng Rapper. Khổ qua chấm với sữa. Được, 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 đó. Chơi thì phải chịu vậy chứ. Đó, chơi là chơi hết mình. À, vui á, được. Trời ơi. Không này không được nha, anh không được không nha. Không bổ đâu, anh nghĩ hình phạt tuần này chắc không có cái này đâu. Đó, đó chính là những hình phạt mà mình phải chịu. Mà cứ mỗi tuần như vậy hình phạt sẽ được nâng cấp hay là thay đổi rất là nhiều. Mình không đoán trước được đâu. Nói chung là ekip ban biên tập rất là chuyên nghiệp. Nghiệp. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Nghiệp dữ lắm. Và bây giờ sẽ là vòng 1. Vòng 1 của chúng tôi gồm có 2 hiệp. Hiệp đầu tiên được mang tên là sắp xếp chị cái. Rất đơn giản. Đó chính là những cụm từ rất là quen thuộc. Chúng ta hãy xếp lại. Nó có thể là một câu ca dao hay là tục ngữ hay là lời bài hát rồi đó, không biết. Quý vị cùng đoán với Hoài Rapper và Ngọc Thanh Tâm nha. Ai biết la lên nha. Người chết để cọp chết để da, người chết, chết tiếng. Để da, người chết để tiếng. Ủa mình cũng sai á. Người ta. Thôi, đúng mình, rồi, em mình đúng rồi. Mình đó có chữ người. Hai đứa cùng sai, không tính. Ông anh ơi, cái mạng nó bị yếu. Ông anh ơi, cái mạng nó bị yếu. Mình xui, mình thiếu chữ ta ha. Nhưng mà rõ ràng câu này rất là hay đúng không nào. Dù là một con vật hay là một con người thì ai cũng có cái ích lợi và những điều mình làm mình cống hiến cho xã hội này. Thì rõ ràng nếu như mình làm được điều tốt thì những cái danh tiếng đó nó sẽ vững bền theo thời gian, nó được tồn tại mãi cho đến đời con đời cháu. Còn nếu như chúng ta làm những cái điều mà không tốt, gây tai tiếng thì rõ ràng là gây không chỉ ảnh hưởng cho chính bản thân mình mà còn ảnh hưởng đến những người thân xung quanh nữa. Cái gì vậy? Việc người thì sáng, việc mình thì quán. Ôi không được con chào. Ôi mình nhiều câu lắm, Tâm yên tâm đi, tiếp tục nào. Cái gì vậy? Tiếng thành người thanh nói, thanh nói khẽ cũng chuông, đánh bên kêu cũng chuông, thanh cũng đánh hai, bên hai, người hai. Được rồi, thôi cái này có gì ta, em chưa được nghe thấy câu này luôn. Đúng rồi, lần đầu tiên đời anh nghe câu này đó, biên tập chuyên nghiệp quá. Thôi mình tác nghiệp nào. Áo quan sát chỉ đường ta. Mẹ, giờ anh giờ chưa anh... có mẹ già chưa khâu mày... Yeah. Áo anh sức chỉ điền tà, giờ anh chưa có mẹ già chưa khâu. Hey, hey. No. Yeah. Woo. Quý vị khán giả ơi, thấy là có vẻ như game này hôm nay có vẻ như là cái mùi thua nó đến với Tâm sớm lắm. Tại vì anh Hoàng anh đã dẫn húi bao nhiêu mùa rồi, anh kinh nghiệm dữ lắm rồi. Cho nên bây giờ mà cần cái gì một cái là anh gọi là một cái một như vậy đó, thì làm sao mà ai mà đấu với lại. Anh bị thực hiện thử thách nhiều quá, hình phạt nhiều quá rồi. Anh phải cố gắng làm lại cuộc đời tụi em à. Làm lại cuộc đời tụi em à. Thôi, nha, ráng nha. Tiếp nào. Cho em xin câu ơi. Gì vậy? Rồi, câu này giả bộ luôn. Giả bộ không biết luôn. Không biết luôn. Chim chóc gì không biết chừng. Ai nuôi con đếm ngày đếm tháng. Còn trước đó là gì nhỉ? Chim trời. Không phải. Lông chim ai dễ đếm. Lông chim ai dễ đếm. Thôi bây giờ vậy, anh ưu ái ưu tiên cho Ngọc Thanh Tâm. Nếu như em giải thích rõ rệt câu ca dao này thì em sẽ được một điểm. Dạ, em nghĩ là cái câu này nếu mà nói về ví dụ thì em sẽ ví dụ luôn anh Hoàng Rapper. Hiện tại là anh đã có em nhớ như anh có 3 đứa con rồi phải không? Ờ. 3 đứa. Có mấy lần là thấy hả ảnh đăng lên Facebook là con anh bị vấn đề gì và phải đi bệnh viện này nọ đó đúng không? Thì là thấy được rõ luôn là anh rất là lo. Những cái lo đó là những cái gọi là mình thấy thôi, còn những cái mà hậu trường rồi về nhà như thế nào nữa là còn khủng khiếp hơn nữa. Bao nhiêu là cũng mang về cho con với gia đình mình hết, đúng không anh? Dạ. Nói chung là câu hết này nó không liên quan gì tới chim, tới lông, tới đếm. Rồi nếu mà anh muốn giải thích thêm con chim đó nữa thì là giống như là cái công sức của người cha người mẹ, giống như là
bây giờ có vạch con cái con chim ra để mà đếm thì cũng không thể nào đếm hết được, thì là cái công suất của cha mẹ nuôi con cũng như vậy. Dạ. Quý vị thấy không, Hoàng Thanh Tâm có một sự quan tâm đặc biệt đến Hoàng Rapper, lúc nào cũng theo dõi và động viên Hoàng và rất là cảm kích trước sự quan tâm đó, nên tôi quyết định dù giải thích nó chưa có cập nhật chủ đề lắm nhưng mà vẫn tặng Ngọc Thanh Tâm một điểm. Hay quá em ơi, cảm ơn em đã luôn quan tâm đến người cha giống như anh. Hay quá em. Hay thiệt chứ ha, ba đứa con em ngưỡng mộ anh thiệt luôn nè. Thiệt mệt quá, khổ quá em ơi, giờ phải đi chơi game rồi thấy không. Hiệp một đã kết thúc và tỷ số rất là xíu xao, 2-1. Cơ hội gỡ điểm dành cho Ngọc Thanh Tâm vẫn còn nha. Hiệp 2 sẽ là một trò chơi được mang tên đi chợ. Không biết là hai mợ bữa nay đi chợ ra sao đây. Đi chợ đơn giản lắm. Đầu tiên sẽ là một bối cảnh, là một câu nói. Mỗi người sẽ góp thêm 2 từ cho câu nói đó. Nó dài đến khi nào mà người nào không nói được chính xác nguyên một câu đó là coi như là thua. Rồi, đề bài mệnh đề đầu tiên là gì đây? Ghê vậy? Hoàng Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua con gà. Rồi, xin mời Ngọc Thanh Tâm đi chợ đi. Hoàng Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua con gà về nấu. Hoàng Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua con gà về nấu ăn chung. Rồi. Tiếp đi em. Dạ, Hoàng Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua con gà về nấu ăn chung bữa trưa. Hoàng Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua con gà về nấu ăn chung bữa trưa, ngon lắm. Trời ơi. Hoàng Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua con gà về nấu ăn chung bữa trưa, ngon lắm đó nha. Trời đất ơi trời. Hoàng Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua con gà về nấu ăn chung bữa trưa, ngon lắm đó nha mọi người. Em đang nghĩ tới Hoàng Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua con gà về nấu ăn chung bữa trưa, ngon lắm đó nha mọi người. Biết không? Trời ghê. Hoàng Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua con gà về nấu ăn chung bữa trưa, ngon lắm mọi người biết không? Ý thiếu. Thiếu vậy? Đó nha mọi người biết không? Đó nha mọi người. Hai đều. Oh, yeah. Rồi hai đều. Thôi bây giờ sẽ là lượt thứ hai của hiệp 2. Rồi em thua, em nói trước. Hoàng Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua quả chuối xanh lè. Hoàng Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua quả chuối xanh lè chia đôi. Chứ xanh lè chia đôi là sao? Ủa, mua quả chuối xanh lè xong về chia đôi á, kiểu vậy đó anh. Tức là một câu của mình. Ừ thì phải nói nữa. Một cái câu. Đâu nó vẫn có nghĩa mà. Lại mình đó. Nghĩ nhau một cái chuyện vậy mà. Trời ơi, đi mua quả chuối xanh lè chia đôi. Kiểu gì đó hiểu không? Kiểu gì đó anh kiểu. Trời ơi. Kiểu gì đó. Rồi. Quả Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua quả chuối xanh lè chia đôi. Chia đôi không đều. Hoàng Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua quả chuối xanh lè chia đôi không đều sao ăn. Ghê. Hoàng Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua quả chuối xanh lè chia đôi không đều sao ăn vậy trời. Này, ôi câu đó không có nghĩa. Sao ăn vậy trời hả? Ôi không có nghĩa. Ủa hiểu mà nó nói em cười luôn là được. Sao ăn vậy trời? Ủa sao ăn vậy trời? Sao ăn vậy? Hoàng Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua quả chuối xanh lè chia đôi không đều sao ăn vậy trời đất ơi. Trời đất ơi vậy trời đất ơi. Hoàng Rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua quả chuối xanh lè. Đi chợ mua quả chuối xanh lè chia. Ủa, xanh lè nó gì ta quên rồi. Tự nhiên tôi quên trời. Xanh lè chia đôi không đều sao ăn vậy trời đất ơi. 3 chấm. Không được mọi người. 3 chấm. Ơi, không.
Thì ba chấm mà hai chữ hả? Ba chấm. Nhưng mà một chấm anh không sao, anh đánh trời đất ơi ba chấm. Ủa miễn sao tôi nói được hai chữ ba chấm, có nghĩa là hai chữ ba chấm. Ờ, ba chấm phải hai chữ không? Ờ, ờ, thời gian có hạn nha, suy nghĩ quá lâu. Hồi nó bơi vào Thanh Tâm đi chợ mua quả chuối. Sao này chia đôi thấy ghê. Ê, ê, sao này chia đôi thấy ghê. Chia đôi thấy ghê, sai hết chưa? Thôi, chia không đều, chia đôi thấy ghê. Thấy chưa mọi người, trò này dễ bị nhũn não lắm đó. Mọi người hãy cẩn thận nha, phải uống thuốc bổ não trước khi chơi nha. 3, 2, bây giờ sẽ là cơ hội cuối. Một là em thắng luôn, hai là tỷ số sẽ quầy. Đang là 3-2 rồi. Lượt cuối cùng của vòng 1. Tiếp chiêu đi. Hoàng rapper vào Thanh Tâm đi chợ mua con heo. Béo ú. Ừ, béo ú. Hoàng rapper vào Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua con heo béo ú. Na ú. Không, không em nói nha. Thì nè, ú na, thì ú nần đúng không? Anh đang thiếu chữ nần, anh chỉ có hai chữ thôi. Thì em ú, anh ú na ú. Na ú. Hoàng rapper vào Thanh Tâm đi chợ mua con heo béo ú na. Béo ú na ú nần luôn. Nần luôn. Hoàng rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua con heo béo ú na ú nần luôn đó nha. Trời ơi nữa mình lại. Hoàng rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua con heo béo ú na ú nần luôn đó nha mọi người. Hoàng rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua con heo béo ú na ú nần luôn đó nha mọi người. Ơi ơi mọi người ơi ơi. Hoàng rapper Hoàng Thanh Tâm mua con heo béo ú na ú nần luôn đó nha mọi người. Ơi ơi đoán xem. Hoàng rapper Hoàng Thanh Tâm đi chợ mua con heo béo ú na ú nần luôn đó nha mọi người. Ơi ơi đoán xem nó tên. Dễ mà. Nó tên. Hoàng rapper Bồng Thanh Tâm đi chợ mua một con heo béo ú na ú nần luôn đó nha mọi người. Ơi ơi đoán xem nó tên là gì. Ừ. Hoàng rapper Bồng Thanh Tâm đi chợ mua con heo béo ú na ú nần luôn đó nha mọi người. Ơi ơi đoán xem nó tên là gì. Vậy ta. Ráng lên Tâm. Hoàng rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua con heo béo na ú nần luôn đó nha mọi người. Ơi ơi đoán xem nó tên là gì. Gì vậy ta. Chấm hỏi. Chụp. Nè chơi chiêu của tôi đi nha. Gậy anh đọc đi nha. Trời. Rồi chấm hỏi thì sao. Không phải là bánh bánh hỏi mà chấm nước tương đâu. Cái này là cái dấu chấm hỏi rồi. Rồi thêm cái chữ gì vô nữa. Hoàng rapper và Ngọc Thanh Tâm đi chợ mua con heo béo na ú nần luôn đó nha mọi người. Ơi ơi đoán xem nó tên là gì vậy ta. Chấm hỏi. Hỏi hỏi bất thang lên hỏi trời. Đố câu như vậy trả lời được không. Thua. Thiệt cũng rối loạn tiền đình luôn á. Trải qua hai hiệp thi đấu thì chúng tôi đã có tỷ số là 3-3. Vòng 1 này khá là căng thẳng. Vòng 2 được mang tên là thử đi ngại chi. Rất đơn giản là mình sẽ làm thám tử. Mình thử làm thám tử để làm nhà khảo cổ học. Và phạm vi chỉ trong vòng là trong phòng mình thôi. Hèn, trong phòng mình thôi hèn. À mà nói tới phòng. Không mấy giờ trong thời gian mà giải lao cho đầu óc nó bớt căng thẳng đó. Ngọc Thanh Tâm có thể cho tụi anh coi không gian sống của em nó rộng hơn được không? Bây giờ em sẽ dắt mọi người đi tham quan một vòng phòng mẹ em nha. Đây anh Hoàng ơi, đây là phòng của mẹ em. Đây đúng là cái tivi anh nói đây phải không? Nó không có đến mức 100 inch đâu. Cái này là 75 inch. Đây là giường ngủ của mẹ em đây. Đây là chỗ mà mẹ em làm việc. Có một bức tranh rất là dễ thương ở đây. Mẹ em để chưa có treo lên của em với mẹ nè. Cái chỗ đó mà gội đầu này cũng ghế một tiếng luôn nè. Rất là may mắn là ngày xưa đáng ra cái phòng này là phòng khách của em. Từ cái lúc mà bị giãn cách đó mà chuyển sang làm phòng gym luôn. Đó. Cho nên là em cảm thấy rất là may mắn là có cái phòng gym như vậy thì là mình có thể tập luyện được. Em cũng không phải là cái người mà tập đồ dữ dội gì lắm đâu. Nhưng mà em cũng cố gắng duy trì
để cho mình có một cái sức khỏe tốt là một, cái thứ hai đó chính là mình có một cái body cũng ok ok một tí đó, còn lên hình cũng còn gọi là dễ nhìn đó. Rõ ràng nhà em rất là rộng và không gian sống được chia ra những khu vực rất là cụ thể. Rồi cái chỗ tập luyện của em cũng khá là thoáng mát nữa. Ủa rồi chế độ tập luyện của em làm sao Tâm ơi? Em mấy nay là em hay tập giống như mình đang quay với nhau như vậy này, thì là em cũng tập với huấn luyện viên cũng theo cái cách này, mở máy tính lên và gọi cho nhau, chứ bây giờ thì cũng không có qua nhà nhau được á. Và thực ra là tập á là nó chỉ chiếm khoảng 30% thôi, còn lại là do ăn uống. Em cũng tham vọng, em cũng có một mục tiêu hơi cao chút xíu. Em chưa thấy được là bởi vì lý do là em ăn uống không có quá kỹ như là những người mà người ta tập gym, mà người ta kỹ lưỡng, người ta ăn á, người ta ăn kỹ dễ sợ lắm. Em thì không phải là như vậy, tại vì em ăn kỹ như vậy em không có chịu được. Thôi cứ thoải mái đi em ơi, miễn sao ăn vô cái yêu đời là được. Trà sữa rồi, bánh ngọt rồi mới yêu đời. Thôi dạ. Anh cũng vậy đó, cũng phải ăn đồ ngọt nhiều nhiều vô để nói chuyện cho nó vui vẻ với em với mọi người nè. Thôi đó, chúng ta đã chia sẻ được khá nhiều điều thú vị trong không gian sống của Ngọc Hành Tâm, cũng khiến cho không khí chúng ta cảm thấy đỡ áp lực căng thẳng hơn so với trò chơi vừa rồi. Nào, bước vào vòng 2 thôi, nhanh nào. Vòng 2 rất là đơn giản, đó chính là thử đi ngại chi. Chúng ta sẽ trở thành một người thám tử, một nhà khảo cổ học và truy tìm trong không gian cái phòng mình đang ngồi. Những đồ vật đề bài ra sao sẽ tiết lộ ngay sau đây bởi ban tổ chức. Thời gian để tìm đồ chỉ có 30 giây mà thôi. Và bây giờ sẽ làm món đồ đầu tiên. Món đồ nào đây? Món đồ dài nhất trong vòng. Rồi 30 giây đi tìm liền. Đứa nào dài hơn đứa đó thắng nha. Dài nhất hả? Công nhận không? Cái giường. Bê cái giường ra. Chị bê cái giường ra. Đúng rồi. Dạ rồi xong ạ. Dạ ok mấy. Rồi món đồ Ngọc Thanh Tâm là một cái dây sạc. Đo muốn chính xác thì đo bằng găng tay đi, để không ăn gian được em. Hôm nay em nói thiệt là em theo em nhớ là cái dây này em mua là 3 mét, nhưng mà để em coi lại. 3 mét. Ừ thế chứ không là em lỗ quá. Anh thấy nó dài quá, hơn 3 mét em ơi. Gặp đôi lại. Ừ, gặp đôi nếu lại. Em cao khoảng 1m6 là thì nếu nó thấp hơn em thì là nó khoảng 1m5 đúng không? Đây. Ồ vậy 3 mét rồi em ơi, 3 mét á. Ghê thiệt chứ. Anh cũng có một sợi dây sạc. Lúc đầu anh đang tính lấy sợi dây sạc này, anh sợ anh thua em. Tại vì sợi dây sạc này của anh chỉ có khoảng 2 mét thôi, nên anh đã lấy một món đồ khác. Trời ơi. Ôi cái đó là thành 10 mét rồi. Ê, trời sao rút hoài nó không hết trời. Thôi đọc thông tin đi cho nó ngắn gọn và quý vị có thấy được cái độ dài của nó. 5 mét nha mọi người ơi. 5 thì lớn hơn 3. Thắng rồi, thắng cho một món rồi. Hay quá em ơi. Và bây giờ sẽ làm món đồ thứ hai. Món đồ ngắn nhất trong phòng. Tìm đi Tâm. Ngắn nhất. Ôi bồi, cho Tâm không ngắn. Rồi, em có rồi. Trời ơi, rồi, đó là cái thẻ nhớ đúng không? Dạ, thẻ nhớ, một lóng tay rưỡi. Rồi, một lóng tay rưỡi. Và đây, đây là vật của anh. Cái nút áo. Và đo theo lóng tay thì nó là chưa, nó bằng 1/4 ngón tay à. Ồ, rồi trời ơi, cái trò này anh Hoàng rapper là quá chuyên nghiệp rồi. Không, tại cái phòng anh nó đa năng lắm em ơi. Đấy. Tiếp nào, món nào lấy ra chơi hết đi, tôi không sợ đâu. Gì á, món đồ vô dụng nhất hả? Cẩn thận nha, chứ nếu lấy dây thun ra, dây thun cũng có tác dụng của nó đó. Món đồ vô dụng nhất hả? Tìm đi Tâm. À, dạ, em đang tìm đây, em đang scan khắp phòng đó. Là đối phương phải giải thích là nó không có tác dụng luôn á, bị hạch hoẹ xong phim luôn. Em xong. Xong rồi, em xong rồi. Cái gì vậy? Cái hộp quà nó hay có những cọng giấy mà cắt rồi nhồi ra cho nó bung lên cho nó đẹp không? Êm đồ nữa, nó đẹp nữa. Dạ đúng rồi. Thì là cái cọng này, một cọng không làm ăn gì cả, mà nó phải là nguyên một hộp. Thì một cọng này là vô nghĩa. Chứ thưa quý vị, nếu như cái cọng giấy đó mà lọt vô tay MC Hoàng Rapper thì nó vẫn còn tác dụng. Đầu tiên là tôi có thể tiết kiệm và tôi tích cóp nó qua mỗi ngày một cọng, thì khoảng chừng 100 ngày tôi sẽ được 100 cọng và tôi sẽ được một thùng quà. Còn nếu như chỉ có một
cộng duy nhất thì em vẫn có thể đốt lửa nó để em mồi vô cái nồi bếp ga, bếp điện. Bếp điện. Bếp cồn chứ em nói lộn, bếp cồn. Em mồi nó vô, nó vẫn có tác dụng này, là... Cái cộng này nó siêu mỏng mà như vậy thì anh không thể đốt được. Tại vì khi mà anh đốt là anh phải có thời gian. Anh không thể nào mà nó quặt quẹo như vậy mà anh đốt được. Không thể. Thì nó bằng giấy mà, vẫn đốt được mà. Rất đúng không? Là mạnh và nó rất là quặt quẹo. Nó càng có tác dụng nữa. Cãi không lại kìa. Cộng giấy mà nó quặt quẹo, nó mỏng mỏng vậy em còn khoái nữa. Tại vì em sẽ dùng nó, em xe nó lại, xe em lấy đôi tay. Trời ơi, bao phê. Trời, đã ngứa lắm mọi người. Kính thưa quý vị, đây là cái vật không có tác dụng với em trong thời điểm hiện tại. Quý vị thấy hồi nãy em co chân nên lại làm gì không? Em cắt móng chân đó quý vị. Đây là cái móng chân vô dụng của em. Nó không để làm tác dụng là cái gì hết. Đâu Tâm, em thường làm gì với móng chân sau khi cắt? Em ăn nó hả? Em ăn nó hả? Mọi người nó phải là vật dụng. Tâm cũng có học tiếng Anh rồi đúng không? Vật dụng, đồ vật là thing. This thing. Thing the thing. The thing, everything and one thing. Is thing. Móng chân is thing. Yeah. Với một người mà có gọi là một cái tuổi đời và đã sống quá lâu như vậy như anh á, thì là tất nhiên là anh phải thắng game này là đúng rồi. Gì đổ thừa cái tuổi đời rồi cái gì thành tinh hả? Ý cô nói tôi mọc nanh rồi hay sao hả? Em lấy móng tay ra, móng chân ra chơi mà giờ Thanh Tâm nói em thành yêu tinh rồi. Mọi người ơi, mọi người đâu comment đi, mọi người comment giùm em đi, mọi người bình luận đi. Mọi người có hay lấy giấy ra lấy đôi tay không? Móng chân mọi người hay làm gì? Đốt uống hay làm gì? Đâu móng đâu tác dụng gì? Dục nó đi. Dục đi. Vô dụng. Móng chân là chất sừng. Sừng thì làm gì? Wow, cô ấy đang tận dụng khoảng thời gian của mình để suy nghĩ. Em cứ suy nghĩ từ đây đến tuần sau để chờ đợi xem hình phạt của mình là gì. Trong 30 giây mà lấy kim rồi bấm móng chân nữa mà bấm cái chân mình trời. Nó sát bên nè, anh vô qua là anh lấy liền. Thiệt, cái phòng anh đa năng lắm. Thiệt, ngồi chỗ là có khi là anh nấu cơm là làm đồ ăn được luôn á, ghê thiệt. Cảm ơn Ngọc Thanh Tâm, ngày hôm nay thật sự anh cảm nhận được sự bao dung độ lượng của em dành cho anh trai rất là nhiều. Ê chơi chứ quạo vậy, vui vẻ lên, vui vẻ lên. Cả ba món đồ vật và rubber đều rất là thuyết phục. Mặc dù cái món đồ thứ ba nó hơi tào lao tí, nhưng mà ít ra thì hai món đồ đầu em đã chiến thắng rồi. Đồng ý với việc vòng 2 em chỉ ưu thế và chung cược em thắng rồi. Mà nói gì nói, chiến thắng của Harper không thể nào sánh bằng cái nét đáng yêu dễ thương của Ngọc Hành Tâm. Bởi vì Tâm ít khi nào nhận lời tham gia game show, nhưng một khi đã tham gia những trò chơi thì cô ấy luôn hết mình. Chúc cho Tâm lúc nào cũng tràn đầy những năng lượng, đầy sự sáng tạo, và đặc biệt là những tác phẩm sắp tới sẽ cực kỳ ấn tượng nha. Cảm ơn Tâm rất là nhiều. Em cảm ơn anh Hoàng Harper rất là nhiều, và cũng cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình DU với Ngọc Hành Tâm ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hello các bạn, đây là hình phạt mà các bạn đã bầu chọn cho Tâm. Đó chính là mặc quần rộng mà không được dùng tay. Đó, nên hôm nay Tâm đã mặc một cái quần bó bên trong như vậy để di chuyển thường thoải mái nha. Thử nè. Giờ tính cho các bạn. Ok, cũng là mặt đúng không các bạn?